dám đứng trước mặt tao, tao không đục tao làm con chó nha. Đánh thẳng cái mặt tụi bay luôn. Con cháu tụi bay sẽ chặn chịu những quả báo đó. Và gần nhất là tụi bay nha. Xe cán á, bệnh hoạn hay là xét đánh trời đánh, tụi bay cũng sẽ tới liền bây giờ luôn. Nhưng tao sao có thể chó để như vậy hả? Thế chết tao cũng cào nát nhà tụi bay ra. Tao phải chết, tao phải làm ma, tao ám tất cả dòng họ.